Thầy tại dùng bay núi có thầy ban gì ra ngọc châu lừa lận dân xa ai tầm đau được quỷ ma xa dần ai mà đạo đức thiền lương Phật tiên tiếp nhận vậy thầy giảng sanh. Cho nên màn này tại sao là long đau long khai hội ban hành thiên đạo mai quyền kế quyết tạo rõ ràng đời này chư Phật sải sàng ai mà đạo đức hiện lương được về. Thấy chưa, đâu có nói tu đâu, ai mà đạo đức hiện lương được về à. Tới đây là hội bồ đề ai ai phải biết chớ hề lãng quên Di Đà Thọ Ký phóng tên ai tầm biết được đăng tên niệm bàn đời mạt pháp quỷ dương xuất hiện Phật thánh tiên lận lộn hồng trần ai mà nghe tiếng nghe Phật nghe thánh theo thần thành tâm sớm hối những gì lỡ sai cho nên thọ kỳ quyền cái tu mà phải biết xưa nay có làm lành hay hung bạo bắt thành nhãn thạnh có là hung bạo bắt bớm như xem qua chỉ đạo người ta lạc lầm trường trai sao đặng được về lập đời thánh đức ghế ngồi tòa sen trường trai có Phật gửi khen có ao thất bụ có rào pha lê trường trai sẽ được bồ đề tâm ngai dạ thảo vậy thì thần tiên lỗ ra cái đau này rớt xuống là hai ngày là có mặt con ở đây rồi bụng đau nằm bên cầu bên đây cái đau bên kia thì mình lên đó mình trình trước cái này hay là chúng mình trước đi. Ý con muốn má đến cái bóng đào để má bóng đào má kiểm soát má kiểm má kiểm cái bóng đào này má hay lên cái thằng đó. Ôi má tâm thần mà ôi. Má cũng dần thôi chứ không biết gì bóng đào cũng lên. Thấy bóng rồi mới thấy hình nha các bạn. Đáo thần cục lệnh mà thiên liên mà xuống trần một từng kỳ những người bắt lương. Trên trời Đức Phật mà xót thương. Cái sách bắt đầu. Nhớ cái sách của má. Má cho con gửi má. Mấy vị này đi thấy quyền gì không có vị nào mà không thấy. Khi kêu nói bập bờ bập bẩm không. Rồi tiếp luôn. Lúc kêu thi rồi á thì nấy á. Chị em còn định tâm trả bài. Cái gì má nói trước thì có sao thì nói. Đừng thiêu dệt là nói. Bài của ai nấy trả nghe mấy chị em. Bữa nay tôi không lấy bài tôi ra tôi trả nè, tôi làm gương trước nè. Tôi là em tôi làm gương trước. Phật thầy kêu máy về đây nè, chấn chỉnh lại nè. Chứ đâu phải mới đây đâu. Con biết má là đệ tử Phật thầy tôi ăn được tháng mấy không? Con sao biết được. Mai mốt con yêu của mẹ qua Bồ Tát. Nói người khác nhân quả được nha con. Đừng bao giờ nói với má nữa nha con. Trời ơi, má tâm thần mà kêu má dịch không ngâu. Bên đây ông Tà nè. À, má có qua ông Tà luôn ha. Trời ơi, má kêu hăng đốt cái nhang đó. Má quay vòng vòng luôn. Để tan quà. Bây giờ hỏi với đời thì má dốt, má không biết chữ. Mà đạo thì má chẳng có biết gì mà kêu má dạch thì dạch cái gì ông con? Con cứ mời mặt lên. Các vị ở đây nha, con thỉnh má mời. Dĩnh má nha. Tiếp má mời. Cái này là đây nè. Đây. Đây là cái bóng. Lại đây coi nè. Kính thưa má. Cái trời nắng hả? Nè long đau nè. Cái nào cái bóng đau này nổi lên xong rồi là trong vòng 3 ngày sau mất cái cán. Bây giờ cái ông cái gì mà lấy cái cán này giờ không biết cái đâu kiếm luôn. Ở đây nè. Ở đây là cái cán này thấy không? Cho nên đồng đạo mới đắp lại. Rồi đúng rồi. Rồi. Nè, nè má chỉ nè cho tôi con thấy nè. Thôi dính. Không. Không sao đâu. Ở đây còn cái gốc chân của chữ thần này nghe chưa má? Đây. Đây nè. Rồi. Không sao đâu. Đây là gốc chân của chữ thần nè. Má trở thầy tung tẩn là cũng do để phá bằng quyền đó. Đây nè. Là cái lưỡi nè. Dạ, bóng đó, lưỡi đó. Các tôi con thấy cái lưỡi không? Dạ. Thấy không? Ở đây là ngang nè. Dạ. Ngang như ở trên núi Két có thiên kiếm nữa. Dạ, đúng rồi. Ở trên núi Két có thiên kiếm. Đứa nào đi với má thấy, đưa tay lên. Con. Phải nằm trong đá không? Nằm trên tảng đá
có Thiên Kiếm luôn. Ở bên đây thì Long Đao của Đức Ngài Quang Thánh trừng phạt những kẻ tà gian. Bên núi Két có Thiên Kiếm. Đó. Cái cán đó là bây giờ cái ngày cái người mình đục lấy cái cán vào mất luôn rồi má. Thôi, không sao con, cái đó cũng là dịnh má chút lỡ. Cái đó là cũng như thiên đạo. À, mấy vị đứng đây nè, nhờ má đây có phải chữ không má? Chữ ngày xưa tới giờ là con nghĩ là con nhìn biết chữ thôi chứ. Né né. Rồi, con né đi ra con. Thôi bây giờ má là người tâm thần. Má nói theo tâm thần ha. Đây là chữ phạn không? Nè các con nhìn đi. Chữ phạn không à? Thôi bây giờ má nói với tâm thần đi. Nha, giờ má nói theo đấu thần nè. Tại người tâm thần nói theo đấu thần. Đáo thiên phục lệnh Như Lai. Màn này thay thế Phật thầy tiên. Những người làm chuyện bất an, đáo thiên hình phạt những người tà gian. Vậy thôi. Đây là cái phải cái ghế mà nơi cái ghế dựa nơi nghỉ không má? Đây nè. Đây là chữ không nè các con nè, thấy chữ không? Chữ hiện ra nè. À. Thì nói mà thôi, về tâm thần nói chuyện tâm thần đi. Mà con cũng không dám về. Trời. Cái giống như cái ghế bố mình đó má. Dạ. Để ăn nghỉ. Ừ. Dạ, má nói thì cái chỗ này là má đã ngồi, má đã nằm rồi. À, cái này nó tựa như cái ghế nằm ngực vậy nè. Giống như cái bố mình nằm nghỉ luôn. Dạ. Hôm nay má về con mới đi với Châu Phúc con nhiều, con cũng trời con chim gì đẹp dữ vậy ta. Kìa. Kìa. Cái nói gì lông đầu á. Dù hâu ha. Giống như dù hâu vậy. Nè, cái đêm là bây giờ má nói khùng nha. Thế thiên hành đạo Như Lai. Thế thiên mà hành đạo Như Lai, ai mà sai trái xưa nay phải phục trầu. Sớm hối dương thấy về hầu, mà ghế ngôi trở lại mới hầu tiên bang. Rồi, quá êm rồi chứ chẳng bắt tay đồng đạo mình ơi. Má đó, má đây má tặng cho chư vị phước bạc tu ở đây đó nghe, trong đó mình có nghe. Má tặng cho các vị phước bạc đã gìn giữ ở đây đó. Đúng rồi, với chư thần đang chấn nè, chấn thần. Má tặng này trong đó mình có nghe là lời mà má đã tặng. Rồi con mời má lên thanh đâu thật. Ôi má khùng lắm. Mô Phật má là ba lơn. Dịnh má cho chắc nghe. Rồi không biết sao mà ba ngày có vị đó ai sinh thần chưa vậy. Nghe chữ không nè, tụi con thấy chữ không? Dạ. Chữ không nè. Con nhận ra mà con không biết chữ gì. Thì giờ má đọc đại không trúng một trật. Má đọc đại vậy đó. Con né con nói đi. Dạ, má là tôn tẩn. Con nín đi, má biết mà. Dạ, chị. Con cái né đi. Má đang linh phinh mà cái trước mặt má không. Bấy lâu má lại ẩn phàm nơi mà hang núi vậy thì định nghe. Má là trở thành tôn tận để phá mua kế bằng quyên nè. Con hiểu không? Bây giờ á, má thứ nhất má lớn tuổi, thứ nhì má bệnh tật nè. Má đi với chánh quyền người ta quý má lắm con ơi, con hiểu không? Người ta đang ủng hộ người đạo mà. Cái trong thời gian này á, thì tổ thầy cùng với má xuống đây, nếu cái con đạo thật sự của tổ thầy thì mình cần phải biết làm gì trong thời buổi này. Đúng rồi. Cái chữ biết đó má. Đúng. Bây giờ má nói đáng thương nó hơn đáng giận con. Đúng rồi. Lo quá lo đạo lo thờ lo quá lo lo. Mưu tính. Mưu tính. Lo mà không có sự mưu tính thì thành công kết quả đối với thầy. Còn mà lo cho mưu tính là coi chừng á. Thầy nào có ở đâu xa trên đầu ta đó, vậy thì không sai đó. Những việc gì á có thầy hết á. Có thầy hết rồi các con. Nghiếu nó đâu mất tiêu. Nghiếu rồi. Được cái nắm chân má, để má tự nhiên. Không, để ra. Nó không bao giờ nó lên. Các vị chư thần giữ ở đây ơi, tiếp cho má lên nha. Dạ các vị. Má từ nhỏ má đâu có ăn học vậy con. Nó dốt cô có má, con của má có trình độ đâu. Má chưa có một ngày nào mà cấp sắp đến trường mà
Thứ nhất là lo mưu sinh về ủng hộ cha mẹ anh em. Thứ nhì nữa má lo dựng đời khai đạo. Cô mang những người bất hạnh và khó khăn. Sao đâu, má thấy... Con khỏi đỡ đi. Hiếu nó bất nở. Con tỉnh nó đỡ không được. Nó chuyên môn vậy đó. Đi đi, má đang thử cái lực của tôi. Má đang thử. Cũng như Cương Thứ Nha mà thử ông vua. Không nghe chứ. Đỡ má lên đó rồi. Má 7 giờ tối mở lớp bệnh nhân học vụ á. Tới 9 giờ ngày học 2 tiếng. Nè chỉ cho má cái đau từ trong tảng đá này rớt ra nè má. Trước chưa tiên là chỉ cho má trái chi. Đây là cái cán chi. Cán chi không? Ừ. Cái này báo vật không à? Cái sao của trời không? Đây là cái chỗ mà dựng cái đau ngày xưa nè má. Ừ. Đây. Con mời má qua coi vô dựng cái đau. Dính nha, dính nha. Đây là má. Cái đau được ăn trên là cắt ra từ đây. Còn hơn là má lấy cái dao thiệt mén rồi. Đúng rồi, gọt ra. Gọt ra cho nó. Gọt ra. Cái đau trên đó má. Dạ, mà thấy mà xuống mấy lần. Đó, thì cái đau bắt đầu từ đây ngã xuống đây, ngã mà cắm cái lưỡi đau xuống dưới này. Thiên đạo mà. Đó, nhà nước mới sợ, nhà nước mới đem người cẩu lên đó. Ừ. Má nói nha, nếu mà lông đau là bình thường, đâu có được vậy. Nó đá là nó phá sạch trơn. Yeah. Đúng không? Con yên trí đi. Ở đây thì có cái đau với cái chị đó. Ừ. Đó là cái gì? Dính. Ông này mà ông cầm cái này, ông nóng cũng đỡ lắm. Ông nóng cũng đỡ lắm. Ông cũng đỡ lắm, ông mới cầm cái này. Không quá. Ừ. Đây là cá heo. Chỗ cho để cho Phú đứng đó má. Ừ. Cá heo mà đeo đi gặp thầy ha. Lên luôn hả má? Lên. Mới về lần nào mà cũng mất cũng lên. Cái niềm tin không đủ đâu. Niềm tin là phong trào. Mà đức tin là mới về với Phật. Má hãy nhắc lại cái chữ đức tin là con mình. Ừ. Đức. Đem cái đức để lòng tin mới được. Niềm tin là phong trào. Là mà đức tin á, đúng là của mình, đau nhớ vậy. Thật luôn á. Niềm tin là mình ăn theo ha. Đúng rồi, niềm tin mình ăn theo, không cào. Rồi các vị ơi, má đã tới nghe các vị. Má tới rồi các vị ơi. Lên hết đi các con. Lên hết rồi. Đây là đồng bằng nha vậy. Đọc đi. Ở đây xem là con thấy gì ngộ quá. Ở đây cho người nào nhiều ngữ bên vẽ bùa với chú tựa đó. Ờ, người ta muốn vẽ mà. Mình đừng vẽ. Thế gian. Cái lưỡi nãy con nói mới. Ừ. Cắt cái chỗ này nè. Má nói con nghe nè. Mình là con thầy, đệ tử của Như Lai, chánh tính không mê tính. Yeah. Lông đau trở thành khai đau. Lông đau trở thành là khai đau, nó lạ. Khai đau trong khuyên bao công. Nhân lên. Cái này có binh khí của quan Già Lam Hiển Thánh mà đâu phải được. Đó là thiên khí chứ không phải là binh khí. Gọi là binh pháp mà thiên khí. Có Phật Già Lam Hiển Thánh mà hả ba? Ngày xưa Ngài sát phạt người ác để cứu vớt bao nhiêu chúng sanh hiền lương. Bây giờ Ngài quý vị, Ngài tu tiếp trở thành là ngũ công dương Phật. Nhưng mà có người nói sao này mà Ngài trở về dùng tấn đinh là Ngài rất có quả hả ba? Đức cứu quản là đệ tử của Ngài mà, Phật Ngài mà.
Bởi chúng sanh đang ở nghịch thường, đạo nào dạy bất lương vậy đó. Đạo nào cũng cao quý, chỉ có người không mở trí làm thiện mà thôi. Cho chàng bắt tay cho má đi, cái câu này má nói mà không vỗ tay, chàng nào vỗ tay đi. Má về, hôm nay má có đến Liên Hoa Sơn chứ? Trời ơi, Liên Hoa Sơn ở đâu? Con nói cho tất cả đoàn đội chứ mình má nghe người ta không hiểu. Tượng, có nghĩa là năm 2020, tự nhiên ông tượng nứt cái đầu bên kính giữa xuống, nứt ngay giữa đầu. Thì cái đền này mình không có biết. Thì hỏi má, má có qua để mình hỏi được cái đền này. Nhất giữa ngày nghi và tam xào đứng tự ngày tượng, tại sao không nhất cái chính giữa bây giờ chính tháng đồng đạo ở đó đó là đang mà làm để cái bàn thờ cho ngài mà đêm xuất hiện một cái đền mà chưa ai đón ra cái đền gì đó. Đón ra được cái đền, cái đền đó là đền đá nó nứt chắc ăn đó. Tại sao gọi là Bác Hồ? Là Bác Chánh Đạo đó. Bác Hồ là một đại bác tiên ở trên cung trời Xá Lợi Phất đó, để dẹp loạn cứu tất cả muôn loài những người. Là Bác Chánh Đạo. Hồ là Hà Hải Bao La Hồ sông Hồng Linh sông núi. Có những vị làm trật và có những vị làm sai, cả trong bổn đạo mình cũng vậy. Các con nên nghiên cứu cho kỹ rằng mỗi người đều có cái gọi là âm đức, là phước báo á. Làm con người sanh ra lớn lên đều có thiên số định mệnh trong nhân quả. Mà muốn quá được cái nhân quả thì phải lập công và đức bằng bước. Một, đem thân này để tặng cho muôn loài và muôn người bằng cách rồi hiến thân cho Phật phụng sự nhân loại là cúng dường và bố thí. Hai là bắt tay vào công quả. Thứ nhất. Thứ nhì nữa là phải đem lời tiên tiếng Phật mà khai tiền nha, chứ không phải là phiên truyền nha, khai truyền cho những người vô tâm và không tin tưởng được nhân quả, để khai thị cho họ biết nhân quả mà lánh thiện ác phân minh và tránh tà đừng lẫn lộn, đó là người đã cao thiên xuống. Còn bây giờ tất cả là đồng bóng mới toán, là những vị gọi là bàn môn tả đạo, hát hò là một, nhảy nhót là hai. Họ có một vị Bồ Tát nào xuống đây ca hát rồi nè, má đi nhiều má thấy không, sưng không nổi rồi. Ta là quan thánh đế quân xuống trần xử phạt những người bất lương ca thiên ông. Cho nên có đặng tình thương nói rồi ca tụng cháo tương không cần. Sao kỳ vậy? Vậy Phật thầy cũ của các con có nói là cháo tương không cần không? Là thứ nhất. Cho nên tiên Phật thánh thần chúng sanh giả dối bao lần si mê vô minh chẳng biết đường về theo đội ta đạo mãi mê hồng trần. Nào danh, nào lợi, nào sắc, nào tình, cho nên phải chịu đỏ đài tâm thần, cho nên chưa Phật ân cần giáng mây khổ ai giúp dòng binh đao. Có nghĩa là ai cũng xin ông nội mà cố hát rồi thì phải làm sao, đưa tay nhận của vậy thì cũng thiền. Chư Phật mười phương các hàng Bồ Tát không có thiếu tiền mà cúng. Tất cả là hữu phước của duyên, người nào thân tặng thì mình nhận, thì miếng cơm miếng áo có rồi bố thí để đưa ra. Đó là mưu sinh cuộc sống, làm điều ngay thẳng có thánh thần sẽ tưởng ban. Đừng có dùng lời ca tiếng hát để mưu cầu, sinh là chết. Tại vì chư Phật mười phương các hàng Bồ Tát đát đấng thần tiên và của quyền tâm họ, khi đó có thầy nữa, thầy không bao giờ mượn đạo tàu đời các mà. Còn bây giờ ở tạo ra là long đau long hổ, hội ân cần nhắc nhở khuyên chúng thanh muôn thọ đề tâm. Âm thanh dâm dịu giữa rừng khai miệng giáo pháp, vậy thì Như Lai ai mà ăn ở xưa nay không tròn đạo đức bất lương hại đời đó, không tròn đạo đức bưng hại lợn hại người đó các con.
không tròn đạo đức mất lương hai người. Cho nên Di Lạc ổng cười màn này, ổng thấy những loài ác gian. Cho nên Đức Phật Tây Phạm lâm phàm chuyển kiếp đào thai hồng trần, theo gương Phật thánh thần chứng được. Còn theo dương trần lần lượt si mê, nếu ai biết được đường về thành tâm hướng Phật thì não nề lìa xa. Từ đây đến hội lòng qua ai tầm đến Phật Thích Ca độ trì quan ngâm Nam Hải. Vậy thì tại dùng bãi núi có thầy ban ra Ngọc Châu lừa lận dân xa, ai tầm đau được quỷ ma xa dần. Ai mà đạo đức thiền lương Phật tiên tiếp nhận, vậy thầy giảng sanh. Cho nên màn này tại sao là Long Đao? Long khai hội ban hành thiên đạo, mai quyền kế kết tạo rõ ràng. Đời này chư Phật sải sàng, ai mà đạo đức hiện lương được về. Thấy chưa, đâu có nói tu đâu. Ai mà đạo đức hiện lương được về à? Tới đây là hội Bồ Đề, ai ai phải biết chớ hề lãng quên. Di Đà Thọ Ký phong tên, ai tầm biết được đăng tên niệm bàn. Đời mạt pháp quỷ dương xuất hiện, Phật thánh tiên lận lộn hồng trần. Ai mà nghe tiên nghe Phật, nghe thánh theo thần, thành tâm sớm hối những gì lỡ sai. Cho nên Thọ Ký quyền cái tu mà phải biết xưa nay. Xưa nay có làm lành hay hung bạo bất thành nhãn thành. Cái này khung bạo bắt bớm như xem qua chỉ đạo người ta lạc lầm. Trường trai sao đặng được về, lập đời thánh đức ghế ngồi tòa sen. Trường trai có Phật gợi khen, có ao thất bụ, có rào pha lê. Trường trai sẽ được Bồ Đề tâm ngai dạ thảo, dậy thì thần tiên. Trường trai cứu giấc của quyền, không còn dương thế mà não nơi hồng trần. Trường trai sẽ gặp Phật, gặp tiên, gặp thánh, gặp thần, các cung các cõi lần lần mà rước lên. Trường trai Di Lạc gọi tên, có ao thất bộ, có thuyền ma ha. Trường trai cứu giúp mẹ cha, ông bà, cha mẹ sinh ra làm người. Trường trai Phật thấy Phật cười, không còn sát hại, vậy thì ngàn xưa cổ quyền thất tổ sớm chưa đào thai lộn lại thì mà thế gian ăn lộn mà nuốt lầm. Như vậy Phật nói là ăn lộn nuốt lầm, âm thầm Phật đau khổ. Cho nên làm có người mới muốn xen chỗ thì phải trường trai mà phải tuyệt dục nữa. Vợ chồng như đũa có đôi, ngày sau thì phải mồ côi một mình. Trường trai là phép Phật tịnh bình, của Quan Âm Nam Hải Phổ Đà mà ra quay. Trường trai thì hội yến Như Lai hàng muôn Phật Pháp thiên thai rõ ràng. Trường trai là dứt hết trần đàn, không còn đau khổ nợ nần mà kiếp xưa. Trường trai chư Phật đôi giày, vậy thì không đọa thế, vậy thì thảm thương. Trường trai thẳng tới Tây Phương, tình thương nhân loại, vậy thì thẳng ngay. Trường trai hội kiến Như Lai, không còn đau khổ đắng cay nhiều bề. Trường trai là phép Phật gom về, vậy thời không đau khổ đừng hồi nữa đâu. Trường trai là dùng được nhiệm màu, có Quan Âm Nam Hải bắt cầu ngàn xưa. Trường trai coi Phật đón đưa, không còn đau khổ phước thừa bình an. Trường trai sẽ gặp Phật Tây An, Đức Quỳnh giáo chủ xưa nay lập rồi. Trường trai sẽ thấy ghế ngồi thầy trên, gọi là tuyệt đỉnh, đứng ngồi chẳng yên. Đài cao gọi các thánh thần thiên liên hãy xuống phò nơi cõi trần. Trên đài mây gọi các linh hồn á, lời thầy nói. Cho nên đến đây là Long Đao. Long là rồng, đao là đau lòng Phật lắm. Cho nên Long Đao xuất hiện này,